Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em rèn bài tập liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử ha. Tôi đã làm cho các em khoảng được 3 4 video về phân tích thành nhân tử rồi đó ha. Ngày hôm nay tiếp tục bài tập sẽ nâng lên, nó sẽ khó hơn một chút xíu nữa. Vậy thì các em quan sát vào đề, tôi sẽ hướng dẫn các em. Rồi, câu đầu tiên. Rồi, các em nhớ là phân tích thành nhân tử thì lúc nào các em phải nhớ có rất nhiều phương pháp đúng không? Đầu tiên đặt nhân tử chung nè, rồi không được thì nhớ đến hàng đẳng thức nè, đúng không? Rồi, nhóm tách thêm bớt hàng tử. Phối hợp nhiều phương pháp đó để làm. Rồi vậy thì em nhìn câu câu đầu tiên ạ. Câu đầu tiên nha. Em nhìn nè, không có gì đặt nhân tử chung hết á, đúng không? Nhưng mà em nhìn ở đây là nó lộ hai chỗ này nè, để cho mình nhìn nè, đây là bình phương nè. Đây bình phương nè, 25 là 5 bình phương. Đúng không? 2 nhân x nhân 5 là 10x, đúng rồi nè. Thấy chưa? Đó, vậy đây suy nghĩ gì nữa? Đây chính là bình phương một hiệu. Đây là x trừ 5 tất cả bình. Ok chưa? Rồi, câu 2 nè. Đó, câu 2 có nhiều em lại bị quên nè, các em để ý nè, cái bài này khá là hay nha. 25 lại là 25, 25 là 5 bình phương nè, đúng không? Rồi 16 là 4 bình phương nè, đúng không? Cái này lại bình phương nữa, vậy thì ở đây rất nhiều hàng thức các em nè, thầy sẽ biến đổi chậm chậm cho mấy đứa coi nè. 25 là chính là 5 bình đúng không, x cộng y tất cả đóng vào khuôn lên bình phương lên nè, đây là a bình nè. Đấy à, 16, 16 là mấy bình phương, là 4 bình phương nè. Đó, x trừ y đóng vào vuông này. Tất cả bình phương. Vậy thì em nhìn thấy gì chưa? Đây là rớt vô hạng thức gì? Hạng thức gì mấy đứa? Hạng thức a bình trừ b bình. A bình trừ b bình thì bằng a cộng b nhân a trừ b. Đúng chưa? Vậy thì mình sẽ phân tích ở dưới nè. Đó, phân tích ở dưới đây nè, a bình nè trừ b bình nè bằng a là 5. À, x cộng y à, cộng b là 4 nhân x trừ y, thấy chưa? Để cho rối ren thật, đóng ngoặc lớn này cho thầy. Nhân a trừ b, a là gì? 5. 5 nha, 5 nhân x cộng y đó, 5 nhân x cộng y. Trừ b là trừ nè, 4 nè, mở ngoặc ra x trừ y này. Đó, thành nhân tử. Nhưng các em phải rút gọn đi. Nha, rút gọn đi. Đó. Rồi nhân 5 vô nè, đây em nhân vô ha, nhân 5 vô nè, biến thành 5x nè, giờ ngoặc vuông cũng được hoặc tròn cũng được chẳng sao hết đó. Rồi ok, nhân vô là 5x nè cộng 5y nè mấy đứa, nhân vô là 4x nè trừ 4y, mình thu gọn đi. Rồi, tương tự bên này vậy, 5x nhân vô là 5x cộng 5y, nhân vô là trừ 4x cộng 4y, được chưa? Đó. Vậy để ghi cái chuyện cái này qua đây đi, nhớ nha. Rồi vậy thì lúc này mình sẽ thu gọn nó đi, thu gọn đi là đẹp như mơ luôn nè. Rồi nhìn nè, 5x cộng 4x thì bằng 9x nè, đó 5y mà trừ 4y thì còn 1y nè, mà ngoặc ra 5x trừ 4x thì còn 1x nè, 5 mà cộng cho 4 thì cộng 9y nè, thấy chưa? Thấy chưa? Thành nhân tử này em. Ok, bài này căng nha, câu này căng nha các em. Rồi, câu số 3. Câu số 3 thì sẽ gợi ý cho mấy đứa làm ha. Ở đây. Ở đây chắc anh là không hạn thức rồi. Đặt nhân tử chung hết một dàn này không được rồi, nhưng mà sẽ nhóm lại nha. Đây. À, 6 chia cho 3, 6 chia 2 được 3. Đúng không? Vậy thì theo thầy là cách thứ nhất là mấy đứa nhóm hàng này như thầy nè. Nhóm hàng này này như thầy. Nó hai thằng màu xanh nhóm với nhau, hai thằng màu hồng có gì giống nhau, các em đặt ra ngoài cho thầy số điện nhân tử chung nha. Đây là một cách. Rồi tí thầy sẽ nói cách hai cho mấy đứa nha. Rồi đứa thử làm cách này đầu tiên thôi, nhóm cho thầy đi. Rồi cách một nha, là mấy đứa nhìn thấy hai thằng màu xanh có gì chung nè, màu xanh là hai, màu xanh là có hai với sáu có hai chung đúng không, y với y chung đúng không, vậy thì thầy đặt hai y ra ngoài nha, hai y ra ngoài thì còn gì, đặt hai y ra ngoài còn gì đây, còn x đúng chưa? 6y mà đặt 2y ra ngoài thì còn 3, đúng không? Cộng 3. Thấy chưa? Cộng. Rồi hai thằng màu hồng này em nhìn thấy có gì chung? Có z nè, có z nè. Em đặt z ra cho thầy. Đặt z ra ngoài thì còn gì? Đặt z ra ngoài này thì còn x nè. Đặt z ra ngoài thì còn 3 nè. Đó. Vậy x cộng 3 nè. Đó em thấy gì chưa? Thấy số điện nhân tử chung chưa? Này cộng 3 chung nè, đặt x cộng 3 ra ngoài cho thầy. Đặt x cộng 3 ra ngoài còn 2y cộng z.
Xong này số 2 nha, đừng lộn là Z nha các em, thì phải bóc to lên như thế đó. Đây là 2i nha. Đó, đây là một cách nha. Giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách hai. Thầy nói cách hai là mấy em tự làm cho thầy nha. Cách hai như vậy, cái đề của nó là thầy viết lại nha. 2xi cộng 3z cộng 6i cộng xz. Nè, các em thể về là lấy 6 này chia cho 3 ra 2 này. Đó, vậy thì thầy sẽ nhóm hai thằng màu xanh này với nhau này, hai này màu xanh với nhau này. Rồi sau đó thì sẽ nhóm hai thằng màu xanh này với nhau này. Đây này. Đây các em thử làm cách hai coi nha. Các em thử làm cách hai cho thầy nha. Rồi thầy để cho mấy đứa tự làm thử coi. Vậy thì mình sẽ nhóm hai cái thằng màu màu này nè, màu này gần nhau này. Đó, hai này gần nhau nó có gì chung? Nhìn coi nè, 2xy, cái này là xz. Vậy thì có 2x chứ, có x chung chứ, cũng có x chung à. Hai này có x chung à, vậy đặt x ra ngoài thôi. Đặt x ra ngoài thì còn 2y. Đặt x ra ngoài còn cộng z. Rồi, hai thằng màu xanh này có gì chung? 3 với 6 có 3 chung. Đặt 3 ra ngoài thì còn gì? 2y cộng z. Thấy gì chưa? Thấy có 2y cộng z chung không? 2y cộng z, đặt 2y cộng z ra ngoài thì còn x cộng 3 6 thành nhân tử. Vậy thôi. Nha. Rồi đến câu 4 nè, câu 4 là căng nha. Câu 4 khó hơn một chút xíu. Nhìn nè. Ở đây có hai con nè, mới hai con nè. Hai cái thì các em có khả năng rớt vô cái nào? Cái trên này nè của thầy nè, thầy vừa ghi là a bình trừ b bình rất là cao. Đúng không? Có gì đặt trên tử chung đâu mà làm, đúng không? Vậy chắc ăn đó là thức a bình trừ b bình. Nhưng mà cái này không có bình phương, nhưng có mu 4 thì các em phải tách ra. Em nhớ với cái công thức này cho thầy nha. Ai quên thì ghi lại. X mũ em tất cả mũ em thì bằng x mũ em nhân em. Vậy thì lúc này x mũ 4 các em sẽ tách ra bằng x mũ 2 tất cả mũ 2 trừ đi 1, đúng không nè? 2 nhân 2 ra 4 nè. Đúng thôi. Mà một ở đây các em hiểu đó, nó là một bình phương. Đúng chưa? Vậy rớt cho thẳng thức nè. Đây, nhìn nè. Đây là nguyên cái cục này, coi là A nè. Đây là A bình nè, trừ B bình nè. A là X bình nha. Vậy này bằng A cộng B là X bình cộng 1 nhân X bình trừ 1. Thấy chưa? Vậy thì tới đây chưa xong nha. Có nhìn em mừng quá, nó đi tưởng xong rồi, sai trầm trọng. Lại ở đây là các em, X bình trừ 1 nè. X bình trừ 1 này là bạn thân rồi, đúng không? Này hằng thức A bình nè, trừ B bình nữa. Vậy thì tách ra bằng x cộng 1 nhân x trừ 1 nữa này. Đây với hết nha các em. Rồi, em quan sát đến câu số 2 ha. Yêu cầu phân tích thành nhân tử. Đó, các em nhìn hết cái đề đọc coi, quan sát cái đề kỹ không? Nhìn đầu tiên nhìn vô cái này mà các em không nhận xét ra được là các em tiêu rồi đó. Đó. Đây là bình phương một hiệu. Đó, đây là x chữ y tất cả bình A đúng không? Rồi đằng sau có chữ z, z chung là đặt z ra ngoài thôi, đúng không? Vậy thì đầu tiên là gom vô. Đây là x trừ y tất cả bình. Ở đây có z, z nếu mà đặt z ra ngoài còn trừ x cộng y mà đây là x trừ y mà. Vậy các em đặt dấu trừ ra ngoài, đặt dấu trừ z ra ngoài, đặt dấu trừ ra ngoài thì đổi dấu. Nhớ cơ đó, đúng không? Phá ngoặc trước mà có dấu trừ thì đổi dấu. Đặt dấu trừ ra ngoài thì phải đổi dấu. Đặt trừ z ra ngoài thì còn x này. Đó viết lại. Và mình đoán mò chắc ăn bên trong này còn y chứ gì nữa, đúng không? Đặt trừ z ra ngoài thì là dấu cộng lập tức biến thành dấu trừ. Đấy, còn y. Vậy thì lúc này các em nhìn thấy có nhân tử chung nè, x trừ y, x trừ y chung. Đặt x trừ y ra ngoài. Đó. Trừ y ra ngoài. Và cái chỗ này có cái quan trọng này. Đây là x trừ y mũ 2. Đúng không? Đây là x trừ y mũ 2, đặt x trừ y mũ 1 ra ngoài rồi. Đây này em hiểu là x trừ y mũ 2 có nghĩa là x trừ y nhân x trừ y. Đó, em hiểu đơn giản rồi đó. Mà em đặt x trừ y ra ngoài thì còn cái gì? Còn bên trong còn x trừ y. Đó, x trừ y mũ 1 à. Rồi. Đặt cái này ra ngoài thì còn trừ z xong đấy thành nhân tử. Thấy chưa? Cái câu 2 nha các em. Câu 2 nếu mà ở đây là có nhiều em nhìn ở đây, ô hàng đẳng thức thầy ơi. Nếu mà hàng thức thì em tách ra bằng x cộng 5 nhân x trừ 5 đúng không? Đây là a bình trừ b bình. Rồi đằng sau là có gì chung? Có y chung, đặt y ra ngoài thì còn y cộng 2x. Rồi tới đây bị tiêu luôn, có gì chung đâu. Đúng không? Vậy nhóm hai thằng đầu không được rồi, thì nhớ nhóm khác thôi. Này nè. Với thằng này nè. Và ngày chính là bình phương một tổng x bình cộng 2xy cộng y bình là bình phương một tổng đúng không, thì gom vô là x cộng y tất cả bình phương trừ 25, mà 25 lại là 5 bình phương. Lúc này đó thì thức gì? A bình trừ b bình. Vậy thì tắt bằng a cộng b nhân a trừ b, x cộng y cộng 5 là a cộng b đó.
nhân a trừ b là x cộng y trừ 5. Ok, thành nhân tử, xong bài nha. Rồi câu 3 tương tự như vậy, các em làm cho thầy nha. Rồi các em quan sát cái câu 3 này. Trước tiên em nhìn thấy nè, đây với đây với đây là hàng đẳng thức. Thầy nói mấy đứa em về nhà coi kỹ các phân tích thành nhân tử thường gặp của thầy á. À, nhìn vô thầy biết liền. Nhiều cái em nhìn vô tới đây đây mà em không biết nó là hàng đẳng thức thì cái sao em làm được, đúng không? 4 là hai bình nè, đó đây là a bình nè, đây là b bình nè, đây là hai a b nè. Vậy thì ba thằng này nè em sẽ gom vô hàng đẳng thức cho tôi. Đây là x cộng 2 tất cả bình trừ y bình phương, lại đó cho đây lại đó hàng thức gì, a bình trừ b bình, mà a bình trừ b bình thì bằng a cộng b nhân a trừ b, x cộng 2 cộng y nhân cho x cộng 2 trừ đi. Ok, thành nhân tử, xong bài. Câu số 4 trước tiên em quan sát nè, ở đây có nguyên mẫu dàn y nè, y nè, y nè, y nè. Thông thường á, các em chưa nhận xét được á thì các em sẽ làm như vậy, là làm chậm là đặt y ra ngoài ha, đặt y ra ngoài thì có nguyên dàn y thì đặt y ra ngoài, đặt nhân tử chung ra ngoài, đúng không? Y đặt y ra ngoài rồi, lấy y chia y này đó, thì còn một cũng được nữa đó, thấy không? Đặt y ra ngoài hết rồi còn một, đặt y ra ngoài thì còn trừ x bình này, đúng chưa? Rồi đặt y ra ngoài là y bình, mà đặt y ra ngoài thì còn y, vậy là còn trừ 2xy, đúng chưa? Y mũ 3 mà đặt y ra ngoài rồi thì còn y mũ 2. Đó, nhiều em tới đây là tưởng là xong, là các em tiêu rồi nha, không được nha. Mấy đứa coi nè. Nhưng mà tới đây làm gì cái gì, nhìn quen không? Em nhìn quen không? Nhìn cái này cực kỳ quen nè. Nhưng mà quen là đối với vậy mới đúng nè, x bình cộng 2xy cộng y bình, đây chính là bình phương một tổng. Đúng không? Hoặc là x bình trừ 2xy cộng y bình, đây chính là bình phương một hiệu. Nhưng mà đây làm gì có dấu trừ, dấu trừ, dấu trừ kiểu này mà các em. Làm gì có dấu trừ kiểu này, đúng không? Quá trời nhiều dấu trừ rồi, đã làm gì có hàng thức mà có ba cái dấu trừ vậy được. Vậy thì rất đơn giản, đặt dấu trừ ra ngoài trước cho thầy. Đặt dấu trừ ra ngoài. Đặt mặt lên lên. Nha. Rồi thầy xếp vậy cho mấy đứa như nhìn nè. Xếp này lên trước, này thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Nha. Đó. Đặt dấu trừ ra ngoài thì đổi dấu. Đặt dấu trừ ra ngoài thì đổi dấu là trừ lập tức biến thành cộng y bình. Rồi trừ 2xy thì các em gom vô nè. Chửa thành gì đây? Cộng 2xy. Trừ x thì biến thành gì đây? Cộng x. Được không? Cộng x bình phương. Rồi cộng 1 các em biến thành trừ 1. Được không? Thấy chưa? Ở đây thấy gì chưa? Các em thấy gì không? Đây hàng thức nè. X bình cộng 2xy cộng y bình nè. Đây là hàng thức nè, ba này là hàng thức cái gì nữa, đúng không? Đây chính là bình phương một tổng. Các em có thể ghi là x cộng y tất cả bình, hoặc là y cộng x tất cả bình cũng được. A cộng b bình chính là bằng b cộng a tất cả bình mà. Đó. A trừ b tất cả bình cũng là bằng b trừ a tất cả bình mà. Đó, vậy thì gom vô là x cộng y tất cả bình phương. Đó. Và một lúc này hiểu là một bình phương. Xong chưa? Chưa có xong đâu. Tới đây lại hàng đẳng thức khai triển nó ra. Đây là a bình trừ b bình thì bằng a cộng b nhân a trừ b, x cộng y cộng 1 nhân x cộng y trừ 1. Ok, tới đây viết thành nhân tử được. Em quan sát nè, câu số 5 ha. Trước tiên quan sát câu số 5, con x cộng y tất cả bình, x bình trừ y bình, trời ơi, x bình trừ y bình là hàng đẳng thức, tất là x cộng y nhân x trừ y. Ở đây có x cộng y rồi, vậy thì rất đơn giản, cái này viết lại đừng có đụng chạm gì nó nha, đừng khai triển nó nha. Rồi tới đây x bình trừ y bình thì bằng tách ra là bằng x cộng y nè nhân x trừ y nè, đúng chưa? À, vậy thì lúc này các em sẽ xuất hiện ra nhân tử chung là x cộng y nè, đặt x cộng y ra ngoài đó, để x cộng y ra ngoài mà x cộng y đây là mũ 2 đúng không, đặt x cộng y mũ 1 ra ngoài thì còn x cộng y mũ 1, đúng chưa? Để đặt cái này ra ngoài, nhớ nè, đặt cái này ra ngoài thì còn là dấu trừ với cái này nha, dấu trừ nha, dấu trừ mở ngoặc x trừ y nha, phá ngoặc đổi dấu biến thành trừ x cộng y các em. Rồi các em thu gọn đi là thôi là xong rồi. Nè, x trừ x hết nè, y cộng y nè bằng 2y nè. Đó. Bài này có một con đường nữa là khai triển hàng thức phá ngoặc rút gọn đặt nhân tử. Ok, cũng thành công. Nha. Đó, nhưng mà thôi nỡ thấy đi đường này được rồi mình xử lý luôn vậy thôi. Nha. Đó, câu số 6. Các con nhìn câu số 6 nha. Nhìn này. Câu số 6 nè, hãy đi x bình y bình 2x
2xi á, mà cộng x bình á, mà cộng y bình thì nó là hạng thức. Nhưng mà cái này làm gì có hai cái dấu trừ như vậy, đúng không? Vì thế các em phải đặt dấu trừ ra ngoài cho thầy. Đó, hạng hạng thức nhìn nó bản thân liền, đúng không? Mà không phải làm gì có hai dấu trừ, phải đặt dấu trừ ra ngoài, đổi dấu luôn. Trừ x bình phương biến thành cộng x bình phương, cộng 2xi biến thành trừ 2xi. Cộng y bình biến thành trừ y bình biến thành cộng y bình. Cộng 16 các em biến thành trừ 16 luôn cho thầy. Thấy gì chưa? Cái này các em tự làm được cho thầy nha, được không? Đó, các em tự gom vô để biết tội cho thầy coi. Đó. Đó, 16 là gì? 4 bình phương, đúng không? Đó. Đó, rồi mấy cái này các em gom vô nè. Đây chính là bình phương một hiệu. Đó, này đốt cho hạng thức gì? Hạng thức gì? A bình trừ B bình. Đây là A bình à, trừ B bình à. Thì bằng A cộng B nhân A trừ B. X trừ Y cộng 4 nhân cho X trừ Y trừ 4. Rồi bài số 3 nha các em. Bài số 3 này. Đây là phân tích thành nhân tử mà dạng này là dạng người để cho là một đa thức bậc 2 mà không phải là hạng thức. Nhìn số hạng thức thì em nhìn hai cái đầu á, đa số là số chín phương á ha, số 7 đâu phải là bình phương nên được đâu. Vậy thì ở đây là cái dạng này tôi đã từng nói trong một số video trước thì nó là tắt dùng cái phương pháp là lấy đầu tiên lấy a nhân c cho thầy. Lấy số đầu nhân số cuối nè, nháp ra ngoài nha. Cái này mấy đứa cố gắng nháp ra ngoài cho thầy nha. Nháp ra. Để nháp bên này nha. Lấy số đầu hệ số đầu của nó nè, đây là số 1 nè, số cuối là số 7 nè. Lấy 1 nhân 7 bằng 7. Rồi cộng này có bằng chính giữa không? Hai cái này cộng này nè. 1 cộng 7 ok bằng 8. Đúng hậu vô ok, nó đúng nó ngay số 8 luôn. Vậy thì êm quá, mình không cần biến đổi nữa. Đó, vậy thì cái 8x này nè, tắt theo cái số này nè. Số này là 1x và 7x. Đó, vậy thì tắt ra. Đó, tắt ra 1x cộng cho 7x là 8x. Đó, sau đó rất là đơn giản, cứ nhóm hai thằng đầu hai cuối này xong. Đó, hai đầu có gì chung? Đặt ra. Đặt x ra ngoài, còn x cộng 1. Hai đằng sau có 7, đặt 7 ra ngoài, còn x cộng 1. Rồi, thấy gì chưa? Thấy x cộng 1 chung không? Đặt x cộng 1 ra ngoài. Đó, đặt x cộng 1 ra ngoài còn gì? X cộng 7. Xong, thành nhân tử. Thế này xong bài. Nhá. Rồi, câu 2 thì nó hơi khó một chút xíu. Câu B nó hơi khó chút xíu về tư duy ha. Cô B nó các em phải biến đổi. Em kiếm nhé thầy. Hai số này nhân lại bằng 6 này, nháp ra ngoài này. Số đầu này, số đầu là số 1 này. Số sau là 6 này. Nháp ra ngoài coi, lấy 1 nhân 6 bằng 6. Nhưng mà mấy đứa cộng này á nó ra số 7. Mà đề bài này cho là số âm 5. Rồi, à là số 7 không được rồi. Nên số 7 đâu bằng âm 5 được. Thấy chưa? Số 7 đâu bằng âm 5 được. Vậy kiếm cho thầy hai số nhân này bằng 6 mà cộng này bằng âm 5. Kiếm cho thầy coi, các em thử suy nghĩ coi. Hai số nhân này bằng 6 mà cộng lại bằng âm 5. Rồi suy nghĩ coi, số nào. Rồi vậy thì hai số nhân này bằng 6 mà cộng này âm 5 đây chính là bằng âm 2 nhân âm 3. Âm 2 nhân cho âm 3. Này em cộng hai số này có phải là bằng âm 5 không? Vậy thì âm 5x này sẽ tắt theo số này là trừ 2x với trừ 3x. Đó, 5x tắt thành trừ 2x với trừ 3x. Cộng 6. Rồi sau đó cứ nhóm hai thằng đầu tiên là có gì đặt ra, hai sau có gì đặt ra. Hai thằng đầu tiên có x đặt x ra ngoài. Thì còn gì? X trừ 2. Trừ 3 với 6 thì đặt trừ 3 ra ngoài nha. Đặt trừ ra ngoài thì phải đổi dấu, trừ biến thành cộng. Cộng lập tức biến thành trừ. Trừ 2. Rồi có gì chung? Lúc này có x trừ 2 chung, đặt x trừ 2 ra ngoài. Còn x trừ 3 thành nhân tử. Xong bài. Nha. Mình lấy số đầu tiên của nó là số 1 nhân với số âm 18. Thì mấy đứa ra đáp số bằng âm 18. Mình cộng hai số này coi. 1 mà cộng âm 18 là âm 17. Mà đề bài của nó là số 3. Ôi, vậy không được rồi. Kiếm hai số là nhân này bằng 18 mà cộng này bằng 3. À, 18 thì có rất nhiều số nhân lại bằng 18 thì 2 nhân 9 là 3 nhân 6 chẳng hạn. Đó, vậy thì ở đây có dấu âm thì chắc anh lúc này mình sẽ là âm 3 nhân 6. Vẫn phải bảo đảm là âm 18 nha. Đó, giờ mấy đứa cộng này coi. Cộng này lúc này nó cộng này bằng số 3 đúng rồi. Âm 3 cộng 6 ra 3. Vậy thì 3x này là sẽ tắt theo cái số cái vừa tắt cuối cùng, tắt là trừ 3x cộng 6x. Đây. Ở đây thì dễ rồi, nhóm hai thằng đầu này x đặt x ra ngoài. Còn x trừ 3. 6 với 18 đặt 6 ra ngoài, còn x trừ 3. Đặt x trừ 3 ra ngoài.
thì còn x cộng 6 xong thành nhân tử. Đó, vậy thôi. Rồi tương tự đến câu D. Câu D ha. Câu D là 3x bình trừ 16x cộng 5. Rồi. Kiếm hai số nhân lại bằng, giờ lấy đầu tiên là số của nó này. Lấy 3 nhân 5 này. 3 nhân 5 bằng 15. Mà cộng lại á ra cộng này ra số 8, không được rồi. Rồi, kiếm hai số nhân lại bằng 15 mà cộng lại bằng âm 16 cho thầy. Nghĩ được không? Vậy thì là mình tắt là thử âm 3 nhân âm 5 ra dương 15 nhưng mà cộng này ra bằng âm 8, không được. Vậy thì hai số nó nhân này bằng 15 nữa là chỉ còn 15 nhân 1 thôi, hoặc là âm 1 nhân cho âm 15 nè. Đúng không? Vẫn là bằng là 15 mà cộng lại coi, hai này cộng này bằng âm 16, đúng rồi. Đúng không? Vậy thì 3x bình phương này nó này sẽ cái âm 16x bình phương tắt là bằng âm 1x. Rồi trừ 15x cộng 5. Rồi sau đó nhóm cứ nhóm hai thằng đầu với hàng cuối đây cho thầy là xong rồi. Đúng không? Hàng đầu tiên có trùng x đặt x ra ngoài. 3x bình phương đặt x ra ngoài còn 3x trừ 1 trừ 15x5 đặt trừ 5 ra ngoài, đặt nhớ đặt dấu trừ ra ngoài nha. 15 chia cho 5 còn 3x chứ gì nữa. Đặt 5 ra ngoài, 5 chia âm 5 thì ra âm 1. Rồi có xuất hiện nhân tử chung là 3x trừ 1, đặt 3x trừ 1 ra ngoài thì còn x trừ 5. Thấy chưa? Ừ, nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha, like, share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho các em xem nha.